Mẹ kẹt quá rồi sao, nói thôi giờ mẹ mượn mấy gì đỡ đi. Trời ơi, tiền mà mượn cứ vợ đừng thiếu nợ là chả không có được đâu. Lo sợ trong mấy ngày trời không biết sao nữa, trời tới đám mà làm xong không biết tiền đâu, mình thiếu nợ rồi tiền đâu cha. Có nhiều là gom góp hết luôn. Làm xong rồi cái mình vừa làm đám xong vừa cũng tròn đám mừng quá trời mừng luôn. Làm xui á thì cũng hơi ngượng ngượng là mình chừng nói lớn giờ mình chưa đừng đi làm xui mà. Vô mà gần tháng 8 mình đi vô nhà chơi sắp làm xui mà không có cái gì quà cáp thì thấy nó cũng ấy. Anh ơi, bắt con chó đi bán đi, mua bánh đi vô. Giờ xuống mới để trên đường về, trời ơi mưa, cái năm đó mưa sao mà không có tạnh nổi, lạnh trời ơi muốn chết mà gán thiết chạy vậy, không có biết mệt biết nhọc gì vậy. Nghe đó cháu nội xanh rồi mừng quá trời mừng, chạy không có kể cái gì trơn, chạy một hơi một về mà trời mưa nó lạnh thôi là lạnh mà cũng không có nghĩ tới chuyện lạnh. Vậy tới đây hôn cái nó khỏe liền, về hôn cháu nội cái khỏe liền hả. Rồi cũng có nhiều cái cảm động mến nhớ mới được làm dâu. Ngày đứa nó đi làm trên number one á, con nó rủ mẹ lên chơi, cũng nó con nói nó có bạn gái nữa, cái đi lên thăm con chơi, rồi cái chị xui cũng đi thăm con chơi, cái rồi lên trên cái gặp nhau, con dẫn dâu ra giới thiệu với mẹ, đây bạn gái con nè, trời ơi con này cũng đẹp mấy vậy, dáng cũng dễ thương, thấy mặt cũng hiền hậu, xui ra nói chuyện chơi qua lại cái gì kết nối nhau, rồi hỏi chứ con có thích bạn gái con không, bên này con thích, bây giờ con muốn vợ nè. Dạ trong vòng con tháng là mẹ cưới liền chứ không có để lâu nữa. Nhanh con lẹ đó rồi cưới liền rồi có kịp chuẩn bị này kia gì không, nói là ngay đi cũng kẹt, cũng mới cất nhà về xong, tại vì người ta cũng cho nhà tình nghĩa mới gì làm xong rồi, cái con nó muốn gì nói giờ mẹ kẹt quá rồi sao, nói thôi giờ mẹ mượn mấy gì đỡ đi, rồi đám cưới xong rồi về con hai chồng con đi làm rồi phụ trả mẹ đủ cưới vợ, cái đó bắt đầu làm vừa gần làm đám cưới người ta đấy. Trời ơi, tiền mà mượn cưới vợ đừng thiếu nợ là chả không có được đâu. Lo sợ trong mấy ngày trời không biết sao nữa, trời tới đám mà làm xong không biết tiền đâu, mình thiếu nợ rồi tiền đâu cha. Có nhiều là gom góp hết luôn, làm xong rồi cái mình vừa làm đám xong vừa cũng tròn đám mừng quá trời mừng luôn. Khó khăn nha. Dạ, nhưng mà vậy là mới thấy là mẹ chồng này là quý con dâu lắm đó nha. Dạ. Còn không biết nàng dâu mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Ấn tượng lần đầu tiên em gặp mẹ là cũng cảm thấy hơi hồi hộp, xong rồi cũng thấy mẹ dễ gần hơn tí. Con có biết mẹ là lo bán đủ thứ trong nhà để lo đám cưới cho mình không? Dạ không, lúc đó con đâu có biết. Thậm chí là mẹ kể là bán luôn cặp chó trong nhà luôn đó. Đúng không nghe? Có, nãy mới nghe tâm sự nãy trước khi lên sân khấu đó, có không? Có, đã quen người, mới quen người cái chị xui rủ đi vô nhà chơi à. Rồi lúc đó mình đi về mình cũng hết tiền rồi, trong nhà cũng không còn gì. Mà chị xui rủ nhà chơi mới lần đầu đi vô. Làm xui á thì cũng hơi ngượng ngượng là mình chừng nói lớn giờ mình chưa đừng đi làm xui mà. Vì chị xui thì đi gặp trên Bình Dương rồi, chị xui có về tâm sự với gia đình rồi. Chị xui mỗi mà mình vô, vô mà gần tháng 8 mình đi vô nhà chơi sắp làm xui mà không có cái gì quà cáp thì thấy nó cũng ấy. Sao giờ mình đi giờ không có tiền sao giờ. Anh ơi, bắt con chó đi bán đi, mua bánh đi vô. Giờ xuống mới có bán được nhiêu? Bán chắc cũng được mấy trăm vậy đó. Rồi vô rồi thì xui ra rồi cách nói rồi cũng đâu trong vòng tháng đó rồi rồi cưới vậy đó. Đứt ruột lúc gan luôn. Tới giờ chị xui chưa biết. Chưa biết hả? Dạ không sao đâu cô, sao chương trình này chị xui từ trong lòng mình thôi chứ mình đâu dám nói ra. Nhưng mà xui ra cũng đồng cảm thương nhau lắm. Con có biết vụ mẹ bán chó đi vô gặp mẹ con không? Dạ lúc đó thì con về làm dâu mẹ thì con cũng chưa có biết mẹ bán chó nữa. Tới giờ nó còn chưa biết. Tới giờ mẹ mới nói là con cũng mới biết thôi. Dạ mới biết luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó là chị có biết là gia đình bên nhà chồng mình hơi khó khăn không? Dạ biết, lúc đó gia đình bên chồng em cũng hơi khó khăn. Nói cha mẹ cũng đi làm, cũng không có nhà, em về làm dâu là ở với bà nội thôi. Chú nghe kể chuyện này chú nhớ chuyện tắt đèn của Ngô Tất Tố quá. Chị dậu hả chú? Chị dậu bán chó. Trời ơi, thấy thương quá trời đất rồi, sau đó là sao mình trả nợ được. Cưới con xong rồi, bà nội thì cũng tám mấy tuổi rồi. Ê, thôi cho con ở nhà với mình chăm cho bà nội đi, tại vì nó còn nhỏ, nó mần, nó chắc nó cũng chưa có lo tới. Rồi cái thôi con ở nhà với nội đi, hai đứa ở nhà nội đi, cha mẹ đi thành phố làm. Làm gì? Đi làm hồ. Rồi trả hết chưa? Trả hết rồi, phụ hồ có ngày có 50 ngàn à, thợ hồ thì được 80.
cái nó có bầu ở nhà nó rồi xanh rồi cái mới đi về, chị anh xui mới chị xui mới điện về, tôi với ông nội cha nó chạy quá trời giết gì đang gặp cháu nội, rồi cái chạy về rồi cháu nội hung quá trời hung luôn. Mẹ chồng con nó thương hai đi mà đi về trên đường về trời ơi mưa nó, cái năm đó mưa mưa sao mà không có tạnh nổi, lạnh trời ơi muốn chết mà gán thiết chạy về không có biết mệt biết nhọc gì hết, nghe đó cháu nội xanh rồi mừng quá trời mừng, chạy không có kể cái gì trơn, chạy một hơi một về mà trời mưa nó lạnh thôi là lạnh mà cũng không có nghĩ tới chuyện lạnh, về tới đây hung cái nó khỏe liền, về hung cháu nội cái khỏe liền hả. Nhưng mà lúc đó cô thấy con dâu mình sao cô có gọi là có mạnh mẽ có dũng cảm không, xin cho mình đứa cháu rồi. Thấy cũng thương nhiều lắm. Dạ. Có đặc điểm nhất là hồi đó mới về làm dâu chưa có biết làm dâu, mà con cá lóc không có có sạch nữa, nhưng mà rất giận và thương con. Dạ. Không có nói gì con. Đem vô đàn anh coi nè dâu anh mình cái vậy nè anh. Cá lóc mà chặt có muốn muốn cái mỏ cái kỳ cũng còn mà cái đuôi cũng còn, chặt có chút xíu rồi sợ hai con cá vậy biết vô đó đàn anh. Nè con dâu anh bằng cá vậy nó kệ nó thì mẹ dạy nè con, chứ con nó mới có lớn rồi nó đi học rồi nó đi ra nó đi làm nó chưa có biết làm đồ ăn đủ thì mẹ mày chỉ con đi. Dạ. Rồi ngày nay thì làm ăn được rồi. Ở nhà con với mẹ con có hay nói chuyện nhau không? Dạ ở nhà con với mẹ cũng có nói chuyện mà cũng ít khi nói đó. Mẹ con nói nhiều hơn đúng không? Dạ. Chị thấy là mình với mẹ chồng hợp nhau điểm nào? Cũng nhiều điểm lắm. Về ăn uống, ăn uống thì ở nhà em làm đồ ăn rồi nấu cho mẹ đồ cả nhà cùng ăn à. Nó nấu ngon không cô? Hồi lúc đầu cũng ngon, với lúc sau thì mẹ dạ dỗ thì nấu cũng theo ý mẹ cũng ngon. Ngon chứ 11 năm rồi chứ dở ngoại. Giờ là biết đi theo mà đứng ra đi nấu đám giống mẹ là cũng được rồi đó. Đám luôn hả? Dạ vì mẹ nấu đám đó, rồi chiều nghề lại cho con nấu làm đồ ăn được. Giỏi vậy trời. Thì ai cũng khen. Rồi mẹ chồng cảm giác là mình chưa hợp điều gì với con dâu không? Cũng đâu có gì để không hòa thận đâu, thấy con lúc nào cũng thương hết. Đi ra đường thì ai có gì mình thấy người ta có là mình mua cho dâu cái đó rồi, chứ không có cái gì mà để phù hợp nhau. Lúc con sinh xong thì con thấy chồng con trước hay là mẹ con trước? Dạ lúc con sinh là mẹ, con thấy mẹ trước. Bởi vì con ở trong phòng sinh là mẹ con ở đó với con. Dạ lúc con sinh em bé rồi là mẹ con cũng rớt nước mắt luôn. Sinh bé thứ nhất không chứng kiến thứ hai thì bắt đầu bé dâu vô phòng sinh là mẹ vô phòng sinh với dâu luôn à. Chị xui thì chị không dám vô, chị ở ngoài chị nói thôi chị xui vô đi tôi không vô đâu, lên máu tôi không dám vô. Mà trong khi đó em nó đau bụng mà nó ói mà nó không có sức sanh. Yeah. Nó không có sức mà đứng ở chổng mấy tiếng đồng hồ giờ cẳng luôn hết trơn, mà con nó thì nó thấy nó đuối, mình sợ vừa mất cháu nội mà mất dâu mình sợ quá trời luôn, không biết làm sao, cứ nói cô mụ ráng cô ơi, tiếp cô ơi, ráng cô ơi. Nó đau bụng quá trời nó nói mẹ ơi bây giờ con hết khả năng gặn là trời, lúc đó sợ quá trời sợ, cứ năn nỉ con gán lên, cố lên con gán lên, năn nỉ quá trời. Nó sẽ lọt em bé ra được rồi, nước mắt cô hai hàng cô chảy luôn. Không có nói được cái tiếng gì mà để cảm ơn cô mụ hết trơn. Dạ. Tới chừng mà ra được rồi mừng quá trời mừng, thay tại vì thấy lúc đó là nguy cảnh mà nó hết sức, mà em bé thì là thấy em bé mà thấy nó cũng đuối nữa. Lúc đó sợ quá trời sợ, tới giờ em bé lọt ra rồi nước mắt cô chảy hai hàng, con không còn nói được cái gì chứ thôi con ơi đứa này thôi đừng sanh nữa nha con, mẹ thấy mẹ sợ quá trời rồi. Vậy mà hai đứa trai gái gì cũng đủ hết trơn rồi, bây giờ cái con nó lớn bây giờ muốn đứa con gái. là mẹ chồng muốn hay là nàng dâu muốn? Mẹ chồng muốn cho. Cái điều đó đôi khi áp lực rồi với những cái nàng dâu, lúc thì sinh hai đứa con trai thì mẹ chồng muốn sinh thêm đứa con gái, nếu sinh hai đứa con gái thì ông chồng ông muốn sanh thành con trai. Rồi cuối cùng á, cái nỗi khổ đó và cái nỗi đau đó nó cũng nghiêng về phía nàng dâu hết. Con cũng hơi có áp lực vì con tính sinh là hai à. Giờ về bà nội muốn đứa nữa hay sao? Dạ con cũng chưa biết nữa. Bây giờ hoàn cảnh mình cũng có được hai ba thằng cháu trai, còn thiếu thốn đứa con gái. Cũng còn muốn nữa. Nhưng mà thôi, mình có đủ kinh tế để mình lo cho đó. Các cháu không? Thì mình muốn với lẽ mình gồng gánh được à. Gồng gánh hả? À. Rồi cái gánh nặng đó, tất cả mọi người trong gia đình đều áp lực. Rồi nó sinh ra rất nhiều cái mâu thuẫn nữa. Rồi không đủ lui con. Đó giờ cũng đỡ có cái cô Út nó hỗ trợ cho nó. Mà cô Út nó cũng muốn gái. Không lẽ cô Út hỗ trợ hoài nổi không? Chồng em làm vậy cái gì? Dạ chồng em lái xe. Giờ lái hay dùng nào? Dạ đi lái lên Sài Gòn. Nó cũng mới va chạm tai nạn rồi nghỉ mấy tháng nay không có đi. Trời ơi.
Rồi có sao không? Nó bị kẹt giò, nó vô hai cái giò chứ nó vậy là vô trong cái ba lăng á. Rồi nhờ cô bác cứu thì cũng kịp thời, chờ nó ở nhà nó không có đi lái nữa. Không có làm gì luôn. Giờ nó còn yếu lắm, mới có chừng 2 tháng nay ra nó không có đi nữa chú. Trời ơi, vậy thôi, đừng xin nữa nha. Dạ. Em không biết là trong cái suốt khoảng thời gian chị làm dâu á, chị có những cái kỷ niệm vui buồn nào đáng nhớ không? Em cũng có kỷ niệm là thấy Út mặc áo bà ba, đồ bà ba đẹp quá, mẹ cũng mua cho em 2 bộ về mặc cũng vừa luôn. Hay quá. Dạ. Thì mẹ còn mua đầm cho em nữa. Thế hả? Mà giờ là còn mua nữa không? Dạ cũng còn. Ngược lại con có mua gì tặng dạ mẹ không? Dạ không, con có mua gì cho mẹ hết. Đôi khi phải mua món quà tặng cho mẹ chứ. Dạ. Nha. Có bao giờ con thấy mẹ ngồi khóc một mình? Dạ có lúc cũng có. Con thấy con của mẹ nhưng khi có chuyện buồn mẹ ngồi khóc. Mẹ khóc như thế, mẹ có tâm sự với con dâu hay ai không? Mẹ tâm sự, buồn mày đáng lòng mà. Ừ. Như nhớ con là hoặc lo con, chứ còn cái gì chưa hoàn hảo đồ này nọ đó thì cũng buồn ở trong bụng thôi, chứ cũng không có nói gì tâm chịu sự. Khóc con mình vậy đó hả? Dạ con cũng nói với mẹ là con cũng rất là thương mẹ. Con thương mẹ như mẹ ruột của con vậy. Cảm ơn con. Dạ. Thương mẹ. Đó giờ con có nói gì à? Dạ chưa. Đôi có lúc con cũng làm cho mẹ buồn nữa, con cũng biết. Bởi vậy con mong mẹ cũng đừng có giận con. Mẹ thương con mà cái gì mẹ cũng bỏ qua được, đâu có giận con gì đâu. Yêu cầu con được chăm lo chung vén với gia đình, cha, mẹ, và con, và em, cháu gì đó. Nói chung toàn ở trong gia đình mình là chơi tốt là được rồi. Mẹ mong muốn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hình như con ít nói nên con ít chia sẻ mẹ chồng vậy thôi. Dạ. Để xem chồng con sẽ nói điều gì nha. Cũng nhân dịp mẹ với vợ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì con có đôi lời muốn tâm sự với mẹ. Thì mẹ là một người rất cao cả, lo lắng cho con cái rất chu đáo từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đôi lúc thì tính tình của con cũng hơi cộc cằn, làm cho mẹ buồn mẹ giận. Con hứa thì sau là con sẽ sửa cái tính tình của con lại, không để làm cho mẹ buồn mẹ giận nữa. Thì con sẽ lo làm ăn để lo cho gia đình nhiều hơn. Mẹ với vợ cũng rất hợp, cũng có những đôi lúc thì cũng hơi căng, thì tại vì vợ con cũng ít nói, thì chưa có tâm sự với mẹ nhiều nên mẹ với vợ con thì cũng không hiểu ý nhau. Thì con cũng có khuyên với vợ con là đừng có buồn, đừng có giận mẹ. Thì tại mẹ một ngày lớn tuổi rồi thì tính tình cũng hơi khó một chút, mẹ nói ra thì chút xíu mẹ quên rồi, mẹ nguội lại rồi. Thì anh mong muốn em có những lúc rảnh rỗi thì ngồi lại tâm sự với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Anh cũng cảm ơn vợ yêu của anh một năm trước đã chấp nhận làm dâu mẹ anh, làm vợ hiền của anh. Anh rất hạnh phúc khi có em. Mày thấy con trai nói gì mày cảm động không? À giờ nó đâu có nói gì đâu. Không có nói hả? Nó không có nói. Thì tính tình nó hay cọc thôi. Nói ra rồi nó nói rồi nó không có trả lời. Gầy nó không có trả lời. Mấy con nó cũng lo lắng cho mình. Rồi lúc trẻ thì nó không có suy nghĩ luôn. Giờ nó lớn ngạn lớn nó cũng hơi chững. Mình cũng mừng cho nó. Nó tính tình nó biết sửa đổi. Còn chị, em cũng cảm thấy chồng em chững chạc hơn. Còn cái điều anh mong muốn chị là chủ động tâm sự với mẹ. Không biết có khó quá với chị không? Dạ không. Vậy thì cố gắng con nha. Dạ. Rồi, hai mẹ con nào, hãy ôm nhau. Đó, ôm nhau thật chặt và hứa với nhau những gì đi. Thương con lắm. Thương gặp lúc đầu tiên, thương tới bây giờ. Mong con hiểu cho mẹ là được rồi. Và qua chương trình này con cũng muốn nói là con cũng rất là thương mẹ. Con mong muốn cho mẹ có nhiều sức khỏe và mẹ bớt làm những chuyện lặt vặt của gia đình lại. Con có điều gì còn thiếu sót thì mong mẹ bỏ qua cho con. Gửi về thăm cả nhà cả làng nha. Rồi, cảm ơn chú Quyền Linh. Ghé Quyền Châu Thành, giếng tiên của Quyền Linh đó. Dạ. Có nghe khu đó không?
chó. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là xin gửi tặng cô và chị bộ gói của thương hiệu Elina. Dạ, xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn nha, chú Huyền Linh và cô Lê Lộc. Còn nhiệt đời chồng không? Mộc mạc, chân quê, dễ thương. Cô hoàn cảnh rất là khó khăn, như vì nàng dâu, vì tương lai của con cháu thì mẹ chồng có thể làm bất kỳ việc gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Nó ngủ trưa lắm, trời nó làm biến, chuyện nhà nó không có làm được. Nhà gì bà già đói bụng, cái mẹ trời nó cơm ăn. Tới 9 giờ đó thế mẹ chờ nó đó chết, bây giờ phải nấu. Dạ, đến đây nè. Ê. À, chào bà. Em chào bà. Chào anh. Chào bà. Dạ. Lên chào bà. Dạ. Dạ, con chào bà. Dạ, chào bà chị. Ngồi đi bà. Dạ, chào bà Thắm, Lê Lộc, mẹ nghe dạ, đây. Đây. Dạ. Bà chào Quyền Linh với Lê Lộc. Mẹ chào Quyền Linh. Chào Quyền Linh. Dạ. Bà tên là gì? Tên Pháp. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 75. Quê bà ở đâu? Ấp 4 Mỹ Thành Đông. À, ấp 4 Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ. Quận Đức Huệ. Tỉnh Long An. À. Dạ, xin dạ. Mời chị ạ. À. Dạ, chào Quyền Linh và Lê Lộc. Em tên Thảo, cũng đang ở cùng và sống chung với mẹ chồng là tại ấp 4 xã Mỹ Thành Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Dạ. Đức Huệ, Long An á, miền Tây là hát cây lương hay lắm á. Mà hát đi, hát xong cho nó vui đi. Nói mẹ có một cái đó. Bài hát nói chung là ấn tượng mà lúc mà mình về làm dâu. Tại vì mẹ gửi tặng cho khán giả với Quyền Linh với lại Lê Lộc ở đây. Bây giờ bắt nhóm này coi tiếp. Có người dẫn đầu chứ không tự nhân bị cà mà bà. Có hại có mà quên đi tất cả, vui cùng em trong giây phút chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh, tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay. Em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang. Rồi tới mẹ đi. Mấy em ơi, nghe dưỡng tranh rất nặng, làm anh đây ra sao yêu thảo đằng vuông tròn. Có đi chết có câu rằng thu máu cài rừng bất cả dưỡng du. Sau khi rằng là em mới về quê quán. Hay quá. Nay bà đánh son đỏ vui quá ha. Đẹp quá, nay bà đẹp quá. Nha. Nói cho bà có đánh son không? Từ hồi gái giờ nhỏ lớn rồi không biết đánh son. Cháu ố. Không biết đánh son nào luôn hả? Không. Ờ, nay đánh son thấy sao bà? Đi đánh cho cô biết đâu. Bà đang ăn trầu luôn hả? Ăn trầu. Ăn trầu từ lúc mấy tuổi bà? Mấy tuổi? Vậy thằng chưa đâu có đánh son đâu. Dạ. Là môi cũng đỏ. Lúc nào cái môi cũng đỏ mà. Dạ. Thì con ăn trầu thì con đỡ tốt thiệt son lắm con. Trời ơi. Bây giờ mà con ăn trầu chắc là đường không ai dám dòm con luôn á. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không. Hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Bà nhớ lúc bà gặp con dâu á bao nhiêu năm rồi không? Dâu mới về nè năm mấy hả? Dạ đúng rồi. Bà thấy con dâu này sao? Cũng được mà khi được khi không. Vô đề vô đề. Ủa sao kỳ vậy bà? Sao khi được khi không? Thắc mắc quá. Vậy nó ngủ trưa đó. À, ngủ trưa rồi nó làm biếng rồi. Nó như chuyện nhà nó không có làm được. Trời ơi. Đó là không được đó đúng không? Còn cái gì được nè? Nó khỏe thì nó khoái nó làm thì nó làm, nó không khoái thì không làm. Đúng rồi, khỏe mới làm chứ. Rồi còn gì được nữa nè bà? Không được cái nó ngủ trưa. À, ngủ trưa. Tới nhà bà già tới bụng của mẹ trời nó cơm ăn. Tới 9 giờ đó thế mẹ.
Trời nói đói chết, bây giờ phải nấu. Rồi gì nữa nào? Rồi ăn cơm, cái nó lật lật, nó vô buồn, nó nằm, nó không rửa chén, dẹp dọn để bây giờ rồi. Có làm gì bà buồn nữa không? Thì cũng có lúc vậy, lúc khá. Hên xui hả? Hên xui. Chị mới về làm dâu của mẹ đúng không? Chị làm dân kinh doanh làm ăn. Dạ. Kiểu nghĩa là mình kinh doanh, mình về gặp chồng á, là mình mở công ty bất động sản, rồi đang chuẩn bị mở một cái xưởng bảo trì bảo dưỡng xe ô tô. Thật ra thì ở trong phòng làm trên máy tính á, dạ, thì mẹ không hiểu. Lúc đó là mình cũng đang tìm người giúp việc để mà phụ lo cho mẹ. Kiểu mẹ luôn là giữ một cái truyền thống là con dâu về là phải là phục vụ mẹ, nào sáng ra là cứ là 5-6 giờ là phải nấu cơm, kiểu như giống như ngoài đồng vậy đó em. Yeah. Có nghĩa là mẹ quan điểm mà muốn là mình đi vô bếp nè, nấu cơm, nấu nước nè, rồi yeah, chén quét nhà nè. Yeah. Rồi nấu ăn nè, rồi phục vụ như là giường cược hay ruộng hay là gà hay gì đó, là mẹ theo quan điểm của mẹ. Tại lúc mình mới về, mẹ cứ nhằn nhằn với ông xã, tại sao mày cứ dọ về mà cho tao thấy giống như là nó là mẹ tao, tao chưa chưa tao không phải là tao làm mẹ nó là mẹ tao. Từ từ cái mình phải giải thích cho mẹ vô phòng, cho mẹ xem cái máy của mình làm việc đó, là mình cần phải đăng tin những cái khách hàng, đăng tin về danh sách khách hàng mình sẽ lọc ra, rồi mình kiếm tiền như thế nào. Mẹ mới hiểu, tại vì thật ra mình với mẹ là có nghĩa là mâu thuẫn. Tại vì về cái mẹ có một cái gọi là cái giai đoạn, có nghĩa là mẹ thời xưa mẹ không được đi học, nên mẹ cũng không có viết chữ, nên là về cái mâu thuẫn với nhau rất là nhiều. Mẹ lấy chồng sớm đó. Ủa, bà chưa lấy chồng? Dạ. Sớm hả? 18 tuổi. Còn dâu xưa về chồng khó không bà? Cũng không khó gì. Bà phải thức dậy lúc mấy giờ? 4 giờ dậy đó, nấu trà pha cho vợ chồng uống. À. Dọn dẹp cơm nước. À. Ăn xong rồi rửa chén rửa bát dọn dẹp. Rồi cho lúa vỡ gạo. Giặt giũ quần áo cho mẹ chồng không? Lúc mới rước dâu mới về thì có giặt năm bữa hai bữa thôi, còn như bà giặt. Đó, chứ ai giặt hoài luôn. Bây giờ con dâu của bà có giặt quần áo cho bà không? Không, dâu này là bỏ mới giặt, mới giặt như vậy. Nghèo tiên về là chưa có máy móc, có nghĩa là ông xã về là ông xã từ tay ông xã giặt. Cái bắt đầu ông xã giặt cỡ 2 ngày, cái mẹ nói câu này, bộ nó không có tay à? Đó, có nghĩa là mẹ cưng con của mẹ, nghĩa là mẹ luôn bảo vệ thương con. Khi con thấy mẹ thấy con trai giặt mẹ xót, mới bàn với ông xã, anh ơi, vậy là không được, phải đi mua máy giặt đi, em không thể nào em giặt tay được. Tức là em bận công việc kinh doanh. Dạ. Em không thuê một người nào đó để làm phụ cho mẹ. Dạ, dạ có. Có không bà? Có, về tôi không chịu, bị nhà cũng đâu có gì phải thuê. Ừ. Môi cơm nước rồi cái gì dọn dẹp, trời ơi, cũng làm được khỏe hết. Vậy hả? Bà có họp gì với con dâu bà không? Lúc trước lúc đầu thì thấy sửng đâu ngủ trưa nằm trong ngủ. Ai về đâu rồi mở ra coi nó ngồi đó đến mái. Thấy hồng mới thì mình không biết, rồi nó ngay cũng hơi buồn nó chích. Dạ. Thì giờ biết rồi đâu có buồn, cũng thương con. Dâu có bao giờ cãi với bà chưa? Thì cũng có khi nó cũng nó tức thì nó cũng trả lời những tiếng hai thôi. Dâu có tặng bà món quà gì chưa? Đâu có tặng gì đâu. Có tặng một cái gọi là chương trình vòng tay của mẹ báo hiếu Vu Lan đó. Con tổ chức cho mẹ đó. Ờ. À. Rồi cái tiệc báo hiếu cho mẹ. Tổ chức sinh nhật cho bà không? Thì bữa đó là không có anh đám. Mới về có 1 năm còn chưa đâu mà đầu nhiều đám. Kỳ quá. À đúng mới rồi. Mới về có 1 năm mà. Để tổ chức nhiều đám cho vui chứ. Thôi tiền bạc nó còn hoài. Nói về cái cô giúp việc là nghĩa là mẹ tuyển một cái em giúp việc 20 tuổi có chồng hai đứa con vô làm ok lắm, làm là có nghĩa là giúp việc theo tiếng mình, bé nó gần nhà nó cũng dễ thương lắm. Dạ. Đi làm được tháng mấy cái mẹ vô ga, mẹ cứ vô ga nhà chưa có cất gì trơn mà cứ chút xíu mà cứ ấy, tại vì chị vừa xây cái xưởng ô tô ga mà bảo trì bảo dưỡng. Yeah. Rồi ở bên phía đây thì nó đồ rất là nhiều bề bộn, rồi cộng thêm là chén bát rồi đồ ăn thức ăn, thì chị chủ yếu là chị muốn một cái cô giúp việc đó về sáng là phải là nấu đồ ăn sáng cho mẹ, phục vụ cho mẹ, quần áo cho mẹ. Mẹ chỉ nhai trầu, mẹ đi chơi rồi mẹ về sớm thôi, nhưng mà mẹ thì ý của mẹ thì lại khác. Sau đó hai vợ chồng vô tình đi công việc, cái mẹ ở nhà mẹ nói cô giúp việc, mày đâu mày làm mày đâu đi, ở gần đây có chỗ làm rồi đời kia được lắm á, lương được lắm á, mày đừng làm đây. Bắt đầu hả, bé nó về nó thì tỉnh, chị Thảo ơi, em nói thì chị nghe, em không biết làm sao,
mà bây giờ bà kêu em nghỉ đi, cái xong chờ cái đâu dám nói đâu. Nó ông xã cái em nói mẹ sao vậy, mẹ có buồn gì giúp việc không? Không, tao đâu nói gì nữa đâu. Nói không vậy đòi nghỉ rồi sao? Nghỉ nghỉ chứ, mẹ thì tánh mẹ hay làm, người lớn tuổi người già không cho làm không được. Giờ có muốn chừa giúp việc chăng nữa mẹ cũng mới vô ra chùi nồi, mẹ cũng phải bắt mẹ phải chùi lại. Giờ cô đó, người làm nghỉ rồi ai phụ bà? Thì có dâu phụ, phụ rồi cho bỏ rồi. Phải dâu bận quá ai nấu cơm cho bà ăn? Bà có khi nào tự nấu không? Trời đó là đa số. Rồi ăn xong rồi ai rửa chén? Già rửa. Ai? Già rửa là mẹ, mẹ mẹ rửa chứ già là mẹ đó. À, chứ ba là ba mất rồi. À, giờ bà tự rửa luôn hả? Tự rửa. Trời ơi, rồi có khi nào bà la con dâu không? Hỏi hỏi dâu con có là không? Có nghĩa là lúc mà mẹ chưa hiểu là mẹ cứ la suốt luôn. Cái tới chừng mà hiểu rồi nha là hầu như là mẹ tự làm, tự nấu, tự rửa luôn. Niềm vui của bà là gì? Giờ không thích gì nữa. Đôi lúc mẹ nằm mẹ buồn mẹ nói sao tao buồn quá, hỏi sao vậy mẹ? Nghĩ bảy đứa con mà đứa chết cái không thấy mặt luôn đứa nào hết. Đâu hết trơn rồi, nói xa hả bà? Không phải ở gần hết. Ở gần hai đứa. Thì thấy có đứa nào qua phụ bà chứ? Dạ có chứ, đi nhà hàng ở nhà thì có chị ba, chị bảy, chị tư, mẹ chị chồng cũng phụ qua lại. À bây giờ thì dạ. Để xem con bà với lại chồng em nói gì nha. Dạ. Mời bà xem màn hình kìa. Sau khi nhìn mình có đôi lời nhắn gửi đến người mẹ với một người vợ yêu dấu nhất của mình. Nói chung là mẹ là tất cả. Đôi lúc con cũng chưa được báo hiếu gì với mẹ, nhưng con chỉ hy vọng một điều duy nhất là mẹ và gia đình vợ con được hòa thuận. Mẹ đừng khó với con dâu nữa, vì lần này không ai làm vừa ý và được làm mẹ vui bằng con dâu hiện tại bây giờ là Thảo đó mẹ. Còn em ơi, anh rất cảm ơn em trong thời gian qua. Em là người vợ rất là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời nữa. Cảm ơn em trong thời gian qua và hy vọng sau này em và mẹ sẽ luôn có một cuộc sống chung hòa và mình là một gia đình hạnh phúc nha. Chúc em và mẹ không phân biệt mẹ chồng hay là nàng dâu nữa, là hai mẹ con thế này là điều anh luôn mong đợi. Cảm ơn em. Em thấy chồng em nói vậy làm sao? Nói chung là mẹ thì mình không có trách được, tại vì mình suy nghĩ rằng là mẹ đã khổ nhiều rồi, mình phải càng thương mẹ. Được cái làm em được an ủi là từ các chị chồng với lại ông xã là đủ. Tặng bà một kỷ niệm về nhà coi để nhớ có tham gia chương trình nha bà nha. We'll be right back.